Chào anh chị, hôm nay em có một ít uh, phụ kiện zin bóc máy của iPhone thì em muốn làm một cái chương trình nhỏ nhỏ để chia sẻ cùng với anh chị trong cái mùa dịch này. Đầu tiên đó là cái uh, tai nghe zin bóc máy chính hãng của Apple. Thì uh, cái tai nghe này nó là cái tai nghe của iPhone X, những dòng X, XS Max, Pro Max và cái cáp đây là cái cáp của iPhone X, XS Max. Cái củ sẽ là củ của iPhone X, XS Max và cái củ ở đây là củ 18w thì nó là dành cho những cái dòng như là Pro Max và cáp Lightning, USB-C cũng là cái dòng mà dành cho iPhone Pro Max thì đây là cái dòng mà sạc nhanh ờ, hôm nay thì em sẽ có một cái giá trong cái chương trình này cái giá rất là đặc biệt và giá là ưu đãi thì để uh, được hưởng cái giá ưu đãi đó thì uh, em có một yêu cầu đó là anh chị cần uh, là page like bài viết và chia sẻ bài viết này trước khi đặt mua thì cái giá của cái bộ củ cáp 18W này là 500.000 và được bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 1 năm còn cái bộ củ sạc cáp sạc của iPhone X, XS Max giá là 250.000 anh chị có thể mua rời với cái củ là 125.000 và cái cáp là 125.000 cái củ và cáp này cũng cam kết là zin bóc máy 100% hàng chính hãng và được bảo hành lỗi một đổi một trong vòng một năm còn lại là cái tai nghe thì cũng là cái tai nghe của iPhone X, XS Max, Pro Max thì cũng được cam kết là hàng zin chính hãng và cái tai nghe này thì được bán với giá là 290 000 Riêng với cái tai nghe này thì là bên em sẽ bao test cho anh chị à, bởi vì là những cái dòng tai nghe này thì khi anh chị mua ấy, thì anh chị về có thể là trong quá trình đeo ấy, chúng ta sẽ có thể làm đứt ngầm cái dây này thì em sẽ cam kết là cái tai nghe tai nghe iPhone X XS này nó là tai nghe chính hãng không đúng thì em bên em sẽ hoàn tiền gấp đôi đó là cái tiêu chí trong cái chương trình của ngày hôm nay đối với những anh chị mà ở Hà Nội thì mua hàng thì có thể qua trực tiếp bên em để lấy hàng còn đối với những anh chị mà mua ở tỉnh hoặc là mua online thì anh chị thanh toán chuyển khoản trước số tiền mà anh chị mua và thanh toán cho em phí vận chuyển Cảm ơn anh chị, xin chào và hẹn gặp lại.